Mình quay mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Đang đi gặp mấy cài nè. Đây sẽ sáng cổ cây trên chùa. Còn đây con Fiat 850. Quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem. 850. Rồi mình quay đi vòng cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Fiat nè. 850. Bốn máy chỉ nhật luôn bánh mòn bánh vỏ không đụng hàng luôn. Vỏ đụng hàng. Không còn gì luôn. Có 7 quýt rồi, 7 quýt xong. Ông cứ vô làm đi. Nhầm nhò vậy đó. Chị trộn cứ leo lên làm cho hết à. Để phải vậy tôi đói nhiều người đói lắm mà không ai làm à. Không đi. Giờ tôi giờ xe bể lúc la ông cứ đem vô chạy đi. Đủ giờ đúng đủ rồi bên vô đó. Nghĩa Trang à. 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 Cái gì đâu mà phải quay từng ly chi tiết. Có hao pin. Cho nó hao pin thoại à. Quay để cho coi rồi mà nghiên cứu đời chứ. Đời cũ lũ mà. Ừ. Yamaha Vias. Có. Giờ người ta không biết. Yamaha. Với Vias giống giống. Này cái đầu của Yamaha đời trước. Như khi nó vàng sơn lại à. Có mình Thiện Vũ nó quay cũng nhiều á. Dạ. Thì đi với em Thiện Vũ á. Ờ đi Thiện Vũ hả? Dạ. Đây có ba thằng đi à. Thiện Vũ quay cái này chưa ta? Chưa. Chưa quay. Hình như là mấy cài bảy quýt bứng cây chưa phải không? Không hỏi mai ta. Thiện Vũ chưa quay ở đây. Chưa quay à. Giờ cưa cây cưa kéo cây cưa lên. Đó. Giờ gọc nhánh. Đó, mấy cái tàn đưa ra né vách tường. Hey!
rồi xong. Đồng quê mến chào cô chú chị các bạn. Đồng quê đem chùa quay mấy cài nó làm việc. Còn bánh là bánh BKT 18430 Yonde. Chia sẻ cho một chú chị các bạn xem. Đây đang chặn đường rồi này, nè, đang thi công. Thi công công trình nhớ theo con nai John Deere.